bữa nay đi ăn, lái xe từ nhà mình lái xe tới 40 phút, nó gần bờ biển không, biển đẹp phải không, mà nó lạnh rồi có đồ ăn rồi bây giờ đem đi về, mà chỗ này nó đắt dễ sợ luôn. Spurs Point, the Spurs Point. Thầm đây. 1.3 miles, take a slight right turn onto Bay Highway. Mấy người này lại là bồ lại tại đây chỗ đây em có là bên trái hay bên trái hay không? Tao sắp hàng quá trời. Là bên đây không, cái bên cũng có bán như vậy mà cũng đắt không? Là coi rồi nhìn xung quanh kìa. Như gỗ cá không? Không, chỗ đây nó bán cua sống không, qua lòng cua quá trời không, giờ mới yên tĩnh quá trời ha. Đây được không? Được, good. Coi coi mua đồ ăn coi có được gì không? Ủa, đây cái này tên của tiệm nè. Rất là ngon. Spur Point Crab Company. Này không? Cái này clam chowder mua hai loại, một cái màu trắng với một cái màu đỏ. Màu trắng nó gọi New England. Đó, này màu trắng nè. Clam chowder, clam như ốc phải không? À, để lên, để lên. Coi coi cái loại đỏ lên, mua lên cái đỏ. Đang màu đỏ không? Màu đỏ. Ờ, nó để màu đỏ lên hả? Rồi để anh chạy đi. Sao thấy nó lỏng quá vậy? Đấy nó phải đặt chút xíu hả? Ờ, nó phải đặt giống như ở trong nhà hàng bữa ăn vậy đó. Đâu ừ. Nào mở này ra coi coi. Này còn ngon còn dữ dằn nữa. Khui túi hiệu không vui lần khui cái này đâu. Ngon á. Thịt cua không à. Cua không luôn. Quả trời đã không. Cái giá nó rồi. Cái receipt rồi. Anh chụp rồi. Hả? Anh dục gì xếp rồi? Đâu có. Anh dục rồi. Để đâu đó không? À đây nè, đây nè. Em lấy cho. Mất chín mấy đồ đó. Cái sandwich một phần 12 đồng hả? 12 đồng 30 hả? Ừ. Này ăn chắc không hết đâu. Ăn đi cho biết rồi. Không, đúng rồi. Béo, nóng lắm á nghe, hỏi á. Thôi chân, chân cái sandwich, đâu có sandwich rồi. Cái sandwich rồi. Nóng á, để nguội chút ha. Nóng. Nóng. Nguội chút ha. Mở kêu lên. Hả, mở nè. Ngon ha, sandwich ngon ha. Tưởng nào không ngon, nó không ăn sandwich. Nó không có gì cho nó như có cái đồ chấm, cái sauce kia nghe không? Đồ chấm của nó tự làm hay gì á, hay nó phải mua tiệm hay gì á. Rồi xong rồi toàn ăn hết không? Cua không à? Cua không à? Đã luôn. Ê, những cái này mình đổ vô mình ăn được mà phải không? Bữa anh đổ vô á. Ừ, để không. Cũng không có bự gì, như bằng một cái bàn tay thôi không? 12 đồng.
tại này tươi ở gần biển á, rồi đắt dễ sợ ha. Ừ. Mình lại đó thì lái chưa? thì lái xe tới 40 phút lận, từ nhà mình á tới từ đó tới 40 phút cũng eo quẹo lại trên núi nữa. Cuối lận người ta đứng xếp hàng quá trời, không có chỗ đậu phải đậu ở chỗ khác. Mà qua bão lạnh, phải ăn biển bởi lạnh không? Có bỏ vô đó hả? Ừ, không ngon. Không ngon hả? Không có đem cho đời thấy ngon mà bỏ cái bánh quy này vô nè. Ờ. Thế người ta thấy mình... À, không quen. Thế người ta mua bánh mì không á vậy? Chấm cái này hả? Ừ, không biết. Nhưng mà cũng ngon. Mà không bằng nhà hàng thôi. Rồi. Nhà hàng Kim Đăng là phải thêm cháo rồi, nhưng mà ăn là lobster. Lobster cháo đờ hả? Ừ. Không, nó cũng ngon. Nhưng mà giải vậy biết không? Ăn một cái sandwich nãy rồi nó no quá. Ừ. Bên Mỹ ăn nó không như mình không? Mà ăn có gà tùm tùm chơi này, nó có gà nó toàn thịt mà. Cái này mà nếu ở Việt Nam á, làm phải có gà gà rồi dưa tùm tùm chơi, không phải dưa cái gì, dưa chua. Nó mà cũng ngon quá lạ. Ừ. Đồ biển. Mà rẻ chứ, nếu 12 đồng là rẻ. Tại nó tươi thấy không? Không, tại vì thịt cua quá trời anh hiểu không? Ừ. 12 đồng như là mình có 1 giờ làm là mình ăn nửa này. Ừ. Không có phai tay nữa, đâu anh ăn cái này hả? Muốn không? Dạ, yeah, muốn không? Ừ, nóng quá trời à. Ừ, nóng hỏi luôn. Hỏi ăn hỏi á. Ủa, nóng quá. Cầm để cái nắp luôn ra. Bị nước đầu quá. Mở này ra nóng quá. Mở ra gói lại á. Cái này như cái mà chúng kia mình đang ăn là bít. Cái nào vậy? Bỏ kia vô. Nhức đầu quá. Bỏ vô. Như hôm qua đó chứ không? Nhớ. Ồ, vậy cái này giống ngày cái hôm qua hả? Ừ. Đầu quá, kỳ cục quá. Cũng cay này, cũng cay nè. Khép rồi. Dạ. Hồ mát này nha. Ngon. Nóng. Này cái hẹn qua vậy hả? Không, này có nhiều thịt hơn chứ. Ừ. Nước đầu. Ừ. Yên tĩnh quá ha. Ừ. Mình cũng muốn nhảy ra bơi không? Ừ. Nhưng mà nước kia nó lạnh giả mang ha. Lạnh. Đây lạnh. Quá trời thịt. Thịt nhiều hả? Ừ. Có phải tay nó có bờ thấy đồ nữa hiếu. Ừ. Tùm lúng chứ. Cái kìa cho con phần cho con nha. Mà thấy một phần này thấy giờ thấy nhỏ mà cũng nhiều quá ha. Nhiều á, nhiều thôi, nhỏ đâu, nhiều lắm. Mà nó không ngon bằng nhà hàng thôi. Nhà hàng đó chắc 50 đô quá ha. Ừ. Khoảng đó. Nhưng mà đâu được ăn được đâu á. Mình không có cái gì đó. Ý có con gì kìa, con vịt cái gì kìa ở ngoài biển kìa hiếu. Ý có thằng đó đậu giống anh kìa. Đậu ra ngắm biển. Biển sao đây nổi tiếng không? Tại gần biển á. Gần biển với đồ tươi á. Ừ, đồ tươi. Sống rồi kia.
không thấy người ta không muốn không là ba bận ba bốn cái áo mình không biết mình bận mà lái xe có 40 phút mà nó lạnh thiệt không tại gần biển thôi. Nhưng mà ở Việt Nam mình ở Phú Quốc ở đâu lạnh vậy mấy à? Tại Việt Nam là cái khí hậu nóng ở vùng biển nó ấm á, vậy nó không lạnh như đây. Này chắc tấm bánh mì rất ngon ha. Anh bấy của anh hả? À không, ăn ngon. Lấy kia tôi. Nóng nóng thì mấy đâu làm gì ghê vậy? Tao nhạy cảm lắm. Làm quá. Đâu nóng gì đâu, nó này nó có cái giấy mà, đâu nóng gì đâu. Tao tôi đếm tiền. Giá mỏng. Này thì có cà chua. Lạ lạ. Cái này đông đặc lại. Lạ hiểu. Ha. Tôi ăn cái thằng vịt cái vô coi không nghĩ mà. Ngon quá hả? Ngon quá. Không ăn được. Ăn dâu quá. Dâu húi chưa? Để ngại húi nha. Chua hả? Ừ, chua dữ ta. Mấy chua chứ ngọt. Ui, người ta cho mấy mướn người kể rồi hả? Không. Cho thôi kể cởi ngựa á, biết không? Không, hồi nãy nghe rỗi rồi á. Ngựa không á. Cho người ta cởi ngựa á. Ôi, mệt quá. Về nhà sẽ uống như hết luôn. Đúng không? Bữa nào đi ăn oyster anh? Oyster thì ăn hơn chừng 35 phút mà. Từ nhà mình á. Phải nhà hàng này kế bên có bán oyster sao? Nó cũng có mà. Turn left. Chưa, bà nội đang ăn. Đâu có đi đâu mà. Để anh thêm là. Ủa cái phone tôi đóng tiêu ta. Hình quá trời. Hey Siri. Ủa cái phone tôi đóng mất tiêu trời. Ờ, nghĩ ở đây không? Tình bắt buộc là phải cái gì á? In half a mile, take a slight right turn onto Bay Highway. Ủa cái điện thoại em đâu hết? Sau lưng bà gì á? Dạ, sau lưng bà. Oh. Nói thật đó, thật phải thiệt chứ không phải thật như giả hay không? Tại đây, tại Mỹ, ở Mỹ mà không? Thì cũng có, nhưng mà nó sẽ bị kiện không? Bởi nó làm thiệt không? Nó không phải treo đồ về bán thịt chó. Không. Ừ.
Rồi cũng nhiều quá ha. Cái này nè, làm sao rồi nè? Nhiều. Ăn hết luôn á. Chấm thử rồi gần không? Ngon. Ừ. Ngon. Ngon quá trời ngon. Ngon mà mới nhức đầu mệt quá. Chụp hình sống ảo à. Điện thoại bị gì anh chỉnh cái chế độ gì mà giờ nó tự chụp luôn à. Lúc nào nó không tự chụp. Đi về, đậy lại. Đi về sớm vậy? Chưa đi làm gì? Ăn hết đi hay vậy? Ngon quá rồi. Ăn có chút xíu vậy? Trời, ăn nửa cái rồi. Trời, tôi ăn cái chừng... Đâu cái muỗng đâu, trời đưa đây tôi ăn miếng nữa. Ăn quá nó mệt. Con cũng béo không ngon. Chấm miệng ăn đúng không? Hay mình chấm miếng người không phải không? Súp bè. Ờ, súp mà. Nhớ không? Cái này giống như là cháo trắng của Mỹ vậy. Mà thay vì cháo cái này. Còn nguyên một hũ bự. Cái này giống như là cái gì? Cái súp cà chua. Phải súp cà chua cái gì? Ê, với khách súp cà chua nhé, cái gì đó. Bơi thui, phải bơi thui cái gì thật gì á. Coi có giấy kìa, lao không? Lao ta hả? Ừ. Ừ, cũng lao. Để cái này chiều về ăn. Rồi, go. Uống nước không? Thật nè, trên nó kìa. Nè. Gọn xíu mình muốn. Kìa, bà cho mướn ngựa kìa. Kìa, bà nó lên sảy kìa. Thấy không Hiếu? Kìa, cái bà cho mướn ngựa bà lên sảy kìa. Cái bà nãy bà đi, bà đi ở chỗ đó đó. Rồi bà lên bà sảy với chồng bà đó. Rồi đi. Rồi đây, đưa cái này tôi giục cho mẹ anh kìa. Tao liện ra ngoài luôn đi nha. Hùng quá, ở Mỹ mà. Mỹ gì? Cảm ơn bạn đã coi video này. Hẹn các bạn lần sau. Ngon ha. Cua ngon. Ok, bye.